Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Yamaha X1R nâng cấp đèn bóng hồn chế phong cách Movistar đỏ. Thực chất nguyên bản của con xe này là Yamaha X4 105 5 số được người chủ độ lên full dàn áo X1R. Cách chơi này rất được hoàn thành hiện nay mà những dòng X4 nhỏ nguyên bản đã quá nhàm chán với một số dòng với một số tay chơi ở đất Việt. Sử dụng cho mình cũng nắng Rainbow, sản phẩm được trang bị mặc định trên các dòng lọc phân có lớn cao cấp. Tích hợp ở phía trên là cái bình dầu Rainbow trong suốt để làm cái ổ khí dầu và phần tay thắng CNC Folding để tăng thêm độ thẩm mỹ. Phía tay con là cái cụm tích em, một dòng sản phẩm rất quen thuộc anh em chơi xe trong vài năm trở đây. Có nói hiện nay cái cụm nắng Rainbow kết đôi cùng với cụm tiêu em là một cốt combo dễ chơi và được rất ưa chuộng. Ở đây ta thấy được cây trợ lực YS có hành trình 110mm đi cùng với cái núm tăng chỉnh nặng nhẹ để chống chắc đầu xe mỗi khi người chủ lên cái lớn. Phần bờ nhựa cũng được khoét phải nói là vô cùng thẩm mỹ, liền lạc, không quá dư thừa và cũng đủ để cây trợ lực di chuyển đánh lái qua hai bên. Tiếp theo là những món đồ chơi được nâng cấp ở bộ phận treo trước. Nhìn xuống chè chân ta thấy ngay hình ảnh sợi dầu đồ chơi được kết nối với hai dọc Rainbow 4 bit đối xứng thông qua những dốc tri đầm điện phân lên màu Titan. Chắc không quên nhắc về chi tiết đĩa chơi Z kích thước là 260. Hai thở được dùng trên mình cable AM M3 phiên bản Titan kết hợp cùng với chất liệu cổ cũng tương tự, đem lại cái sự liên kết vô cùng tinh tế. Không chỉ đẹp về mặt ngoại hình, ống xả còn đem đến kích thước âm thanh quy lực hơn chiếc xe mỗi khi người chủ lên cái lớn, góp phần tạo nên cái sự chú ý cho chiếc xe di chuyển ở trên đường phố. Phần chèn chân sau được hạ xuống cái bánh đùm để chiếc xe trông lực gọn gàng hơn. Bộ phận treo sau ở dựng cho mình phục Hollin bình dầu rời, phiên bản này có tổng chiều cao là 230mm, phù hợp với cái chiếc X4 105-45 số ở dụng. Tuy là cao hơn 3 phân nhưng thông số này là không quá ảnh hưởng đến tình trạng vận hành của xe. Để đặt cận cảnh hơn về cái chiếc xe cừng. Vespa Supreme chất chơi hơn với một cánh Superman đầy mới lạ. Số chơi mình một diện mạo và cách phong cách lịch siêu anh hùng, cùng với đó là hàng tá đồ chơi cực chất đã làm cho cái chiếc Vespa Supreme lột xác một cách lạnh lùng và cực kỳ chất như chiến binh đường phố. Tận dụng về mặt kẹt áo của chiếc Vespa Supreme là khá to lớn, người chủ thiết kế một bộ tem tàng hình của hình ảnh siêu hùng Superman đã làm nhấn mạnh phá cách hài hòa phù hợp với gam màu sơn xanh mà chiếc xe đang dùng. Cái điểm tiếp theo mà mình muốn nói đến đó chính là những chi tiết khung giá đỡ đèo trước được tăng thêm cái chữ tinh tế và cổ điển chữ xe. Hai bên là trang bị bộ led chờ sáng để xe di chuyển trong những cái cung đường đêm. Chèn chân trước được trang bị phục Rainbow tích hợp bình dầu rời, mẫu phục này cũng rất là mắc và anh em chơi xe Việt Nam hiện nay đã có một cái điểm nhấn, đó là không sử dụng cái lò xo phục vụ cho độ đàn hồi mà độ cứng tùy thuộc vào cái lượng bơm hơi. Bên cạnh đó là còn có lượng heo dầu Rainbow lưu đỏ 2 bit để xứng được bắt vào sườn xe thông qua một phát heo dầu và được đặt làm riêng cho cái chiếc Vespa. Hai thảo của xe được trang bị hệ thống của SPK phiên bản carbon được xuất hiện cho những cái dòng tay ga ở dụng, được biết giá trị khoảng là 10 củ. Phần carbon cũng được tinh chỉnh đảm bằng chất liệu Titan để tăng thêm cái sự độc lạ và bền hơn. Phía sau còn có một Hollin phiên bản bình dầu được cắt từ xe một cách hoàn chỉnh qua cái sự hỗ trợ vách nhôm CC để an toàn hơn, cũng như tìm khoảng trống phù hợp với kiểu dáng nguyên bản chiếc xe độ. Cái phần tinh chỉnh được tính toán nằm ở vị trí rất dễ điều chỉnh cho những người chủ để tạo thuận lợi cho người dùng. Cảm ơn các bạn theo dõi này, chúc tiếp nhấn like, subscribe. We'll be right back.